chào các con Hôm nay cô lại được gặp bạn các con trong một tiết tập làm văn tiếp theo Ở tiết trước thì cô trò mình đã ôn tập về luận điểm rồi Chúng mình cũng đã thấy được vai trò của luận điểm trong một bài văn nghị luận Cũng như là đoạn văn nghị luận như thế nào Và các bạn cũng đã nắm được các yêu cầu cơ bản về luận điểm, luận cứ cũng như là lập luận Ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với phần đó là Viết luận văn trình bày luận điểm ra sao cho thực sự là hợp lý Và đạt được một cái hiệu quả cao nhất đây chúng ta sẽ vào nội dung chính bài học với cô viết đoạn văn trình bày luận điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dấu sao đầu tiên, đó là chúng ta đi ôn tập kiến thức cơ bản. Kiến thức cơ bản cô muốn chúng mình ôn tập trước khi đến với nội dung chính đó là Đầu tiên các bạn sẽ nhớ lại cho cô khái niệm về luận điểm Luận điểm trong bài văn nghị luận là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương mà người viết, người nói nêu ra trong bài Nội dung đầu tiên chúng ta ôn tập về luận điểm Các bạn hiểu luận điểm chính là quan điểm, tư tưởng chủ trương mà người nói người viết nêu ra trong bài nội dung thứ hai đó là luận điểm phải chính xác rõ ràng phù hợp với yêu cầu vấn đề giải quyết và đủ để làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra yêu cầu thứ hai về luận điểm đó là luận điểm con thấy là cần phải chính xác Luận điểm cần phải rõ ràng và phù hợp với yêu cầu của đề và đủ đủ để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận. Nội dung thứ ba là các luận điểm trong một bài văn nghị luận cần phải liên kết với nhau chặt chẽ và có sự bổ sung. Và ngoài ra thì cần có sự phân biệt với nhau. Các luận điểm phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý và ngoài ra thì luận điểm nêu trước chuẩn bị cơ sở cho luận điểm nêu sau, còn luận điểm nêu sau sẽ dẫn đến luận điểm kết luận. Chúng ta có một cái nội dung nữa đó là các luận điểm các luận điểm trong bài văn phải có sự liên kết với nhau. Đó là những nội dung chính của kiến thức cơ bản. Bây giờ các con sẽ đến với cô qua nội dung của bài học chúng ta. Ngày hôm nay thì các con sẽ ý là bài học này sẽ gồm có hai phần chính. Nội dung đầu tiên đó là các con sẽ được cô hướng dẫn về cách trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận như thế nào. Phần thứ hai là chúng ta sẽ luyện tập viết một đoạn văn trình bày luận điểm. Trước tiên các con sẽ đến với phần đầu một lá mã trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận. Các bạn vào phần 1. Trình bày luận điểm. thành một bài văn nghị luận, đoạn văn nghị luận. thành đoạn văn nghị luận. Chúng ta vào phần một nhỏ ví dụ. Trong ví dụ ngày hôm nay thì các con sẽ theo dõi vào sách giáo khoa trang số 79. Các bạn đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Đoạn văn A. Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế dùng quận hồ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi, địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ, ngập lụt, môn vật cũng rất mực phong phú, tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa, thật là trốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Đoạn văn B Đồng bào tang ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên tang ngày trước, từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm. Từ nhân dân miền ngược đến nhân dân miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày để bám sát lấy giặc, đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn để ủng hộ bộ, bộ, đội. Từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tổng quân mà mình thì sung phong giúp việc vận tải cho đến các bà mẹ chiến sĩ sản sóc yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản xuất không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến cho đến những đồng bào điền chủ quyên đận đất ruộng cho chính phủ. Những cử chỉ cao quý đó tuy khác nhau nơi việc làm nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước. Yêu cầu của đề bài chúng ta là các con hãy xác định luận điểm chính của từng đoạn văn và cho cô biết là câu chủ đề ở trong mỗi đoạn văn nằm ở vị trí nào và hai hai đoạn văn mà cô vừa đọc thì đoạn văn nào viết theo kiểu diễn dịch và đoạn văn nào viết theo kiểu quy nạp. Bây giờ chúng ta sẽ vào từng nội dung của các đoạn văn. Các bạn thấy rằng ở trong đoạn văn A thì luận điểm chính là câu văn là thành Đại La là trung tâm của đất nước, xứng đáng là kinh đô của uh, muôn đời thì ở đây các con có thể hiểu được là à, nội dung của câu chủ đề này sẽ là bao quát toàn bộ ý của của gì ạ? À, của đoạn văn do vậy thì chúng mình có thể xác định được luôn à, ví dụ thì con thấy là đoạn a đoạn a câu chủ đề sẽ nằm ở vị trí cuối cùng